Xin chào quý vị và các bạn. Tuần tới, Nam Bộ tiếp tục mưa nhiều về chiều, có nơi mưa to, tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Còn Bắc Bộ sẽ là trạng thái oi nóng vào ban ngày. Ngày mai, tại thủ đô Hà Nội và một số thành phố của Bắc Bộ như là Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Việt Trì hay là Hòa Bình có nắng nóng, mức nhiệt 35-36 độ. Các nơi khác từ 33-34 độ, kết hợp với độ ẩm từ 60% trở lên, mang tới cảm giác oi bức và khó chịu. Trạng thái này sẽ duy trì cả tuần tới ở Bắc Bộ. 3 ngày đầu tuần, mọi người sẽ thấy nóng rõ rệt nhất khi mà nhiệt độ lên cao. Như tại thủ đô Hà Nội ở mức 35-36 độ, các ngày khác nền nhiệt dao động trong khoảng là 33-34 độ. Có mưa về chiều, lượng ẩm trong không khí cao cũng khiến không khí oi bức. Tuy nhiên, cảm giác oi nóng trong tuần tới sẽ không kéo dài cả ngày lẫn đêm, mà chủ yếu tập trung vào trưa chiều cho đến tối, nhiệt độ trong khoảng là 31 tới mức là 35 độ. Còn về đêm và sáng dễ chịu hơn, có ngày có mưa về chiều nên không khí buổi đêm sẽ dịu mát, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 26 tới 28 độ, thêm gió đông nam cấp 2 tới cấp 3, không khí thoáng đãng. Vào những ngày hè nóng nực mà lại không muốn dùng điều hòa để tiết kiệm điện, chúng ta có thể làm mát căn nhà của mình với một chiếc quạt được đặt ở vị trí hợp lý. Điểm mấu chốt là tận dụng được không khí mát mẻ bên ngoài vào buổi tối và thay thế khí nóng trong nhà. Vậy cách làm thế nào? Giả sử căn phòng quý vị muốn làm mát là phòng ngủ này, hãy mở cửa sổ phòng đó, lập tức khí mát bên ngoài sẽ tràn vào. Sang một phòng khác ở phía đối diện, mở cửa sổ và đặt một chiếc quạt tốc độ cao hướng ra ngoài cửa sổ. Quạt sẽ thổi hơi nóng ra ngoài và tạo ra một hệ thống áp suất thấp trong nhà. Hệ thống này sẽ hút khí mát vào căn phòng ban đầu. Với thời tiết các khu vực khác, ở miền Trung dự báo 5 ngày tới trời nắng mạnh, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 34-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Đêm về sáng trời dịu hơn hẳn, nhiệt độ thấp nhất là 26-30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần lưu ý tuần tới liên tục có mưa nhiều về chiều đến tối, có những điểm mưa to có thể gây ra ngập úng cục bộ ở các khu đô thị, nguy cơ cao đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Từ sáng đến trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên 28-32 độ, còn Nam Bộ dao động từ 30-33 độ. Đến đây, bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong 7 ngày tới.